Điện Kremlin ngày 18 tháng 4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm các trụ sở quân sự của Nga ở khu vực Kherson và Luhansk do nước này kiểm soát một phần. Ông Putin đã tham dự cuộc họp với các chỉ huy quân sự tại Kherson để nghe báo cáo từ Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ Đường không tướng Mikhail Teplinsky và chỉ huy nhóm quân Neprev tướng Oleg Makarevich cùng với các sĩ quan cấp cao khác về tình hình ở Kherson và Zaporizhia những khu vực ở Ukraine sắp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, Điện Kremlin không tiết lộ thời điểm ông Putin tham dự các cuộc họp này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến Kherson. Ngoài Kherson, ông Putin cũng đã đến thăm trụ sở lực lượng vệ binh quốc gia ở khu vực Luhansk phía đông Ukraine. Quân đội Nga đã rút khỏi thành phố Sơn vào tháng 11 năm 2022 và đang củng cố các vị trí của họ ở bờ đối diện của sông Nipper đề phòng Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân. Trong cuộc giao tranh tại Sudan, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp việc Mỹ và nhiều quốc gia khác kêu gọi các bên liên quan ngừng giao tranh cũng như các nỗ lực trung gian về một thỏa thuận ngừng bắn. Theo số liệu mới nhất, giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng phản ứng nhanh ASF trong 3 ngày qua đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và 1.800 người bị thương. Tình hình an ninh tại quốc gia châu Phi này đang diễn biến phức tạp, trong khi sân bay quốc tế Khắc Tum vẫn đang đóng cửa. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell ngày 17 tháng 4 cho biết, trưởng phái đoàn EU tại Sudan, ông Aidan O'Hara, đã bị tấn công tại nhà riêng giữa làn sóng giao tranh hỗn loạn tại Khắc Tum. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết một đoàn xe ngoại giao của nước này tại Sudan cũng đã trúng đạn trong cuộc tấn công. Mỹ quan ngại sâu sắc về môi trường an ninh tổng thể tại Sudan vì điều này không chỉ ảnh hưởng tới dân thường mà còn ảnh hưởng tới các nhà ngoại giao và các nhân viên cứu trợ. Đó là điều không thể chấp nhận được. Sáng nay, tôi đã có cuộc gọi với các tướng Bohan và Hemeti thúc giục về thỏa thuận ngừng bắn trong 24 tiếng để người dân Sudan đoàn tụ an toàn với gia đình và nhận được hàng cứu trợ. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo, Ông Martin Griffith ngày 17 tháng 4 cho biết giao tranh tại Sudan là sự thụt lùi thảm họa đối với người dân nước này và cần chấm dứt ngay lập tức. Trong khi các tổ chức quốc tế, trong đó có EU, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tại Sudan. Bạo lực bùng phát hôm 15 tháng 4 tại thủ đô Khartoum và trên khắp đất nước Sudan khi các lực lượng vũ trang và nhóm bán quân sự, lực lượng hỗ trợ nhanh ASF xung đột cả quân đội Sudan và ASF đều tuyên bố giành lợi thế và kiểm soát một số vị trí quan trọng trong một cuộc giao tranh, có sử dụng pháo binh và các hoạt động không kích. Nga muốn xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt, đó là khẳng định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp Brazil trong chuyến công du bốn nước Latin. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira ngày 17 tháng 4 tại thủ đô Brasilia, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã cảm ơn Brazil vì những nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine và cho biết phía Nga mong muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột này. Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt. Chúng tôi nhiều lần giải thích lý do vì sao xung đột nổ ra và những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra. Đó là đảm bảo không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quân sự của Nga và bảo vệ cuộc sống và các quyền hợp pháp của người dân Nga ở phía đông và nam Ukraine. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mauro Vieira cũng nhắc lại quan điểm của Brazil về mong muốn đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tôi nhắc lại lập trường của Brazil là ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tôn trọng luật nhân đạo và giải pháp đàm phán nhằm hướng tới nền hòa bình lâu dài, giải quyết mối quan ngại về an ninh của cả hai bên. Hai bên cũng thảo luận kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu thịt sang Nga và đảm bảo nhập khẩu phân bón Brazil. Ông Lavrov dự kiến sẽ gặp Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vào hôm nay. Trước đó, khi trở về từ chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Brazil Lula da Silva nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia khác ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi Mỹ và EU đã cung cấp cho Ukraine vũ khí và các hỗ trợ khác kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng hơn một năm trước. Đức được cho là đã yêu cầu Brazil cung cấp vũ khí cho Ukraine, song ông Lula đã từ chối. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kiên quyết bảo vệ quyết định thông qua luật hưu trí sửa đổi, nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc vì luật này không nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Ông cam kết dành 100 ngày để hàn gắn đất nước sau nhiều tuần biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu này, đồng thời yêu cầu chính phủ mở cuộc đàm phán với các nghiệp đoàn về nhiều vấn đề. trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi ký ban hành luật hưu trí sửa đổi tổng thống macron nhấn mạnh cải cách hệ thống hưu trí là cần thiết để thực hiện công bằng xã hội ông cũng khẳng định chính phủ pháp sẵn sàng đàm phán với các nghiệp đoàn để giải quyết những khúc mắc liên quan đến vấn đề này và đó là lý do tại sao tôi đề nghị gặp gỡ các tổ chức của người sử dụng lao động và nghiệp đoàn ngay vào sáng mai với những người đã sẵn sàng, cánh cửa sẽ luôn rộng mở để đi đến một loạt các cuộc đàm phán với các chủ đề thiết yếu như cải thiện thu nhập của người lao động, điều kiện làm việc, gia tăng việc làm cho người lao động lớn tuổi. Ông Macron đã đặt cược danh tiếng của mình như là một nhà cải cách đi đầu trong những thay đổi về lương hưu, điều mà ông cho là cần thiết để tránh thâm hụt hàng tỷ euro mỗi năm cho nước Pháp vào cuối thập kỷ này. Chúng ta có một ngày hòa bình, thống nhất, tham vọng và hành động trước mắt để phục vụ nước Pháp, đó là nhiệm vụ của chúng ta và tôi tin tưởng các bạn, tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm được điều đó. Khi tổng thống Macron phát biểu tại Điện Élysée ở thủ đô Paris, hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài các tòa thị chính trên khắp cả nước để phản đối sau khi ông Macron kết thúc bài phát biểu, dòng người biểu tình đã đổ xuống đường phố Paris. Một số người biểu tình quá khích đã đốt các thùng rác, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán. Trong khi đó, biểu tình bạo lực cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn khác. Ông Laurent Becker, người đứng đầu công đoàn lớn nhất của Pháp, là CFDT cho rằng bài phát biểu của ông Macron chưa giải quyết được sự tức giận nơi người dân. Các công đoàn sẽ chỉ sẵn sàng nói chuyện với chính phủ sau ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Sẽ rất khó để tổng thống Macron giành lại sự ủng hộ của người dân trong ngắn và trung hạn, bởi lẽ quyết định phê chuẩn vừa qua cho thấy chính phủ Pháp không có ý định trưng cầu dân ý về những thay đổi trong tương lai. Theo ý kiến thăm dò của tờ Le Point, tính đến hết tháng 3, chỉ 28% người Pháp, giảm 4% so với tháng 2 ủng hộ ông Macron, con số thấp nhất kể từ cao điểm phong trào phản đối chính phủ năm 2018-2019. Phần lớn người dân Pháp đều bày tỏ phản đối cải cách. Điều này cho thấy họ đang dần mất niềm tin vào các nhà lãnh đạo chính trị. Từ đó, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trắng ngày càng cao. Các hình thức phản đối cũng trở nên cực đoan hơn. Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 17 tháng 4 đã hoãn vụ phóng thử nghiệm tên lửa Starship rất được chờ đợi. Tên lửa hai tầng này có chiều cao 120 mét, cao hơn tượng nữ thần tự do và là tên lửa đẩy mạnh nhất từng được sản xuất trên thế giới. Nó được thiết kế để có thể tái sử dụng, nhờ thế mà giảm được chi phí phóng tàu vũ trụ vài triệu đô la Mỹ mỗi chuyến. Lẽ ra tên lửa đã được phóng từ cơ sở của SpaceX ở bang Texas vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 4 theo giờ địa phương, nhưng 10 phút trước giờ phóng theo kế hoạch thì SpaceX đã thông báo rằng họ sẽ hoãn cuộc phóng thử trong 48 giờ do có vấn đề về áp suất ở tầng dưới của tên lửa. Việc phóng thử tên lửa Starship sẽ là cột mốc trong tham vọng đưa con người trở lại mặt trăng và lên sao hỏa của công ty SpaceX. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã chọn Starship để đưa các phi hành gia lên mặt trăng vào cuối năm 2025. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 4, Ngoại trưởng các nước G7 kết thúc 3 ngày làm việc tại Nhật Bản với ưu tiên tăng cường sự đoàn kết và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Trong phiên thảo luận chính ngày 17 tháng 4, Ngoại trưởng các nước G7 đã thảo luận sâu về xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, các Ngoại trưởng đã thống nhất được nội dung quan trọng là tiếp tục viện trợ cho Ukraine và thực hiện một cách nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đồng thời phê phán mạnh mẽ việc Nga trang bị vũ khí hạt nhân cho Belarus. Đối với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, là nước chủ nhà, Nhật Bản coi hợp tác với Ấn Độ không thể thiếu trong việc duy trì trật tự quốc tế. Như vậy, trọng tâm của Hội nghị Ngoại trưởng G7 là thống nhất được quan điểm chung tiếp theo về xung đột Nga-Ukraine, nhưng cũng xem xét làm thế nào để hài hòa các cuộc đàm phán hay sử dụng quốc gia trung gian làm giảm bớt căng thẳng. Nhưng vấn đề này sẽ được đưa vào nội dung tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức vào tháng 5 tới đây tại Hiroshima, Nhật Bản. Từ búp bê Barbie tóc vàng đầu tiên do Mattel tạo ra vào năm 1959 cho đến bộ phim Barbie sắp ra mắt, cô búp bê mang tính biểu tượng tiếp tục tạo ấn tượng với nhiều thế hệ người hâm mộ tại trải nghiệm thế giới Barbie mới ở Los Angeles, Mỹ. Trong khi một số người có thể nghĩ rằng búp bê cổ điển chỉ dành cho các bé gái, thì công ty Cuban Life lại muốn mang đến một thế giới Barbie với trải nghiệm sống động dành cho mọi giới tính và mọi lứa tuổi. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều rất háo hức và bất ngờ khi bước vào đây. Chúng tôi đã mang đến sự ngạc nhiên cho mọi lứa tuổi và tất nhiên các bé gái và bé trai cũng phấn khích đến hét toáng lên. Với kích thước gần 1.900m2, ngôi nhà mỡ của Barbie trưng bày tất cả những gì liên quan đến nghề nghiệp và sở thích quen thuộc của búp bê Barbie. Du khách có thể bắt gặp hàng loạt các mẫu búp bê tôn vinh sự đa dạng. Barbie thực sự thu hút mọi người với thông điệp bạn có thể trở thành bất cứ điều gì bạn muốn. Điều đó mang đến giá trị to lớn với trẻ em, khiến chúng tin tưởng rằng mình có thể trở thành mẫu hình mơ ước. Khách tham quan được khuyến khích để thể hiện phong cách của riêng mình tại thế giới Barbie thông qua xu hướng thời trang Barbiecore, có nghĩa là diện trang phục và phụ kiện màu hồng ưa thích của họ. Kết thúc chuyến tham quan du khách cũng có thể mua các phụ kiện Barbie và Barbie Core để thỏa mãn tình yêu của mình với thế giới Barbie. Kính thưa quý vị, tăng thêm trung bình 36.470 người mỗi ngày. Với dân số 1 tỷ 425 triệu 782.975 người tính đến ngày 14 tháng 4, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo số liệu của Liên hợp quốc, tính đến ngày 14 tháng 4, dân số Ấn Độ là 1 tỷ 425 triệu 782.975 người, trong khi quy mô dân số của Trung Quốc sẽ giảm xuống 1 tỷ 425 triệu 748.032 người. Trung Quốc giữ vị trí quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 1950 khi Liên hợp quốc bắt đầu công bố dữ liệu dân số. Dự báo trên được đưa ra dựa trên số liệu công bố hồi tháng 7 năm 2022 trong báo cáo triển vọng dân số thế giới của Liên hợp quốc và một chương trình tuyến tính đơn giản. Tuy nhiên, báo cáo của Liên hợp quốc ước tính Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào khoảng năm 2023. Với tốc độ như hiện nay, Liên hợp quốc ước tính dân số Ấn Độ có thể đạt 1,7 tỷ người trong năm 2064. Dân số đông với lực lượng lao động trẻ dồi dào sẽ tạo ra lợi thế nhưng cũng tạo sức ép với Ấn Độ về nguồn tài nguyên, năng lượng, lương thực, y tế và việc làm.